bán nguyên phim full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hòa Vũ. Nghĩ ta vơ vét sao? Ngươi sẽ làm gì khi mà những bá tánh lầm than khốn khổ gặp khó khăn trong việc sinh tồn chứ? Khổng Tử dạy họ đừng hành động gì đó không phải là đường của họ. Phật giáo thì dạy họ từ bỏ vì luật nhân quả. Nói ta nghe, còn ngươi sẽ làm gì khi bá tánh đang chết dần chết mòn? Nhà cầm quyền không bao giờ muốn ra tay hành động cho lê dân bách tính lầm than. Chính ta đã cho bọn chúng ăn, nhưng ngươi nghĩ là vơ vét sao? Lão vừa nói lão cho lê dân bá tánh ăn sao? Lão làm cho họ đau khổ bằng cách bán nước, nguồn nước miễn phí của trời ban. Vì muốn thao túng triều đình, lão đã giết những đứa trẻ ngây thơ vô tội. Sao lão dám nói về lê dân bá tánh hả? Dù lão có tìm cách để bào chữa đi nữa cũng không thể nào biện minh cho tội ác tày trời của lão được đâu. Sao ta dám nói về lê dân bá tánh hả? Ngươi tưởng giờ ngươi là vương quân thì ngươi sở hữu mọi thứ sao? Ngươi nghĩ Joseon và bách tính là của ngươi à? Không hề, ngươi sai rồi. Nếu ngươi không thể nhanh chóng cung cấp thuốc giải sớm thì văn võ bá quan của ngươi sẽ bỏ rơi ngươi trước. Nếu ngươi dám bắt ta, vậy thì lê dân bá tánh cũng sẽ bỏ rơi ngươi. Đi mốc! Ngươi muốn có thuốc giải sao? Bước ra khỏi ngai của ngươi đi, rồi ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Hầu như chúng ta đã làm tất cả mọi chuyện trong tầm tay, nhưng vẫn không cách nào tìm được thuốc giải, thưa bệ hạ. Hơn nữa, chúng ta không còn bao nhiêu viên di cúc để có thể thử nghiệm nữa đâu. Nghe ta nói đây. Dạ, thưa chủ nhân. Hãy triệu tập toàn bộ những phu gánh nước của chúng ta trên toàn lãnh thổ. Ta sẽ dùng bọn chúng để xúi dục lê dân bách tính của Joseon. Bắt đầu truyền tin đồn trong vòng những phu gánh nước nói là quân vương muốn phá bỏ cục. Chủ nhân đang muốn tại hạ đi xúi dục bọn chúng để tạo nên bạo động mà. Cũng không có gì là xấu nếu họ muốn dùng vũ lực, đốt cháy hoàng cung hay là giết chết quân vương. Dạ, chủ nhân đề mốc. Yêu thương ba tánh. Yêu thương ba tánh sao? Để coi ngươi còn có thể nói như vậy khi mà lê dân bá tánh đâm vào ngay sau lưng ngươi không? Có lẽ đã tới lúc ta đi đoàn tụ cùng với Hoa Quân rồi. Cho dù đột nhiên ngươi xuất hiện như vậy, ta cũng không hề sợ hãi. Có muốn uống một hớp không? Ngươi chẳng thú vị gì cả. Ngươi thậm chí còn chẳng cho con bé biết cảm xúc của mình. Đúng là đồ ngốc. Ý trung nhân của ngươi đem lòng yêu kẻ khác, thậm chí tới nỗi hy sinh cả bản thân mình cho hắn vô điều kiện như vậy. Vậy mà ngươi không hề giận dữ à? Cô ấy vui. Như vậy là đủ rồi. Tiểu thư Quarun đã hạnh phúc ở giây phút cuối cùng, cho dù điều mà cô ấy nói lúc đó là ta hạnh phúc vì đã giúp được thái tử. Điện hạ, mệnh lệnh cuối cùng của tiểu thư là tại hạ phải bảo vệ thái tử như là bảo vệ tiểu thư. Đại nhân, bệ hạ đang cần phương thuốc để điều trị thuốc giải. Xin hãy giúp đỡ cho người. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Nếu không có thuốc giải, 75 quân thần có thể là các hội viên thuộc tổ chức Bioshock. Đã nghiện thuốc sẽ không thể nào giữ được mạng sống. Xin vì di nguyện của tiểu thư Warui, hãy giúp đỡ chúng tôi. Xin hãy bảo vệ nụ cười cuối cùng của tiểu thư Warui. Ta biết cách bào chế thuốc giải độc qua chi cúc. Ta nghe nói chỉ có Đi Bốc mới biết cách bào chế thuốc giải thôi mà. Ngay cả cha ta cũng không hề biết. Ta làm cách nào để biết được chuyện này? Ta sẽ nói cho ngài biết, kèm theo một điều kiện. Hãy nói cho ta biết ngươi muốn gì. Nữ nghĩ cần phải thêm vài qua chi cúc để làm thuốc giải à? Có điều ta chẳng biết nên lấy phần nào để làm thuốc giải. Ngài cần phải dùng phần gốc. Ngài chính là trưởng nam của Demos. Chính nó đã khiến con gái ta mất mạng. Ngài ấy sẽ dạy mọi người cách làm thuốc giải độc. Đây quả thật là cách để làm ra thuốc giải độc. Ta đã hiểu được khái niệm làm sao để có thể cứu người rồi. Hãy nhớ rõ một chuyện, nếu người không bị nghiện thuốc, uống phải thuốc này sẽ chết ngay lập tức. Ta hiểu rồi, ta sẽ ghi nhớ điều này. Chờ đã, tại sao ngài lại nói cho chúng tôi biết bí mật này? Đây không phải là chuyện của cô. Ta đã có thỏa thuận riêng cùng với quân Dương. Đã thỏa thuận sao? Bệ hạ lúc nào cũng muốn bắt giữ chủ nhân Demos. Trước giờ ai là người đã tạo công ăn việc làm cho tất cả chúng ta? Chúng ta phải biết ơn ngài ấy. Đúng đó, chúng ta mắc nợ chủ nhân Demos. Quận Vương đã làm được gì cho chúng ta? Đúng rồi, đúng rồi đó. Không chỉ có như vậy, bệ hạ cũng muốn dỡ bỏ cục diệt đường thu nhập của chúng ta. Ngài ấy không làm được như vậy mà. Đúng rồi, không được làm như vậy. Phải làm sao để giúp đỡ chủ nhân Demos. Chúng ta phải làm sao để giữ công việc của mình không thể thất nghiệp được. Giờ ngọ hôm nay tập trung bên ngoài cổng quan qua, hãy cùng nhau lên tiếng để quân vương đương thời, người đang để bá tánh đói khát, không được phép bắt giữ chủ nhân Demos. Không được phép bắt giữ chủ nhân Demos. Chúng ta gặp rắc rối rồi thưa bệ hạ. Các khu cái nước hiện nay đang tập trung làm loạn ở cổng quan qua. Tại sao bọn họ lại làm như vậy chứ? Họ cùng nhau khiếu nại, nói là bắt giam Demos là không đúng, rồi còn cùng nhau nói là bệ hạ đang làm khổ họ. Các phu gánh nước đã nói vậy sao? Họ là giới trung lưu mà, sao lại đứng về phía Demos như vậy được chứ hả? Vì Demos đã cho thuộc hạ lan truyền tin đồn là bệ hạ sẽ dỡ bỏ cục cấp nước, bọn họ sẽ thất nghiệp và sẽ bị bỏ đói cho đến chết. Nếu người dám bắt ta, vậy thì bá tánh cũng sẽ quay lưng lại với người. Bệ hạ, ngài phải nhanh chóng đàn áp bọn bạo động đi. Chúng ta không thể nào dùng vũ lực để ngăn chặn họ được đâu. Họ là những bá tánh vô tội, là người đã bị Demos thao túng. Nhưng mà bệ hạ, chúng ta không thể để yên cho bọn họ muốn làm gì thì làm được. Nếu số lượng người tập trung ngày càng tăng lên, nó sẽ trở thành cuộc nổi loạn. Một khi cung cấp nước bị dỡ bỏ, đương nhiên là những phu gánh nước sẽ mất đi công ăn việc làm. Demos lấy cớ để thao túng bộ hộ. Nhưng mà ta hiểu được sự lo sợ của các phu gánh nước. Bệ hạ phu gánh nước đang tập trung rất đông bên ngoài cổng thành quan qua. Mấy cái châm đỏ đó đã bắt đầu xuất hiện khắp người ta rồi. Nếu như bà hoàng thượng không bào chế được thuốc giải thì ta phải làm sao đây? Tất cả chúng ta sẽ phải chết sao? Theo chỉ dẫn của ngài, thần đã chuyển lời tới hội viên của tổ chức, những kẻ phản bội tổ chức theo hoàng thượng. Nếu như hắn không thể làm được thuốc giải, bọn chúng sẽ chạy đến khóc lóc gian đài, cúi đầu dưới bệ chân của ta để cầu xin. Nếu mà đám người bạo động nổi loạn ngày càng gia tăng, cùng nhau đốt hoàng cung và sát hại hoàng thượng, chúng ta sẽ cho người khác lên ngồi trên ngai, và rồi chúng ta lại sẽ thao túng vương quốc một lần nữa. Đúng nó rồi. Đó chính là thuốc giải. Làm được rồi, làm được rồi. Cuối cùng chúng ta cũng làm được thuốc giải rồi. Chúng ta cùng nhau đi báo cho hoàng thượng biết đi nào. Bệ hạ, hãy nói với bá tánh để họ có thể được biết sự thật. Hãy cho các bảo phụ thương truyền tin về cung cấp nước cũng như quyền chuyên chế của tổ chức Biên Sư Quy. Đối với họ, chúng ta sẽ dùng những phu khuôn nước sửa chữa các thành trì khắp nơi để đảm bảo an sinh cho bọn họ. Làm nhiệm vụ đi. Dạ bệ hạ, chúng thần sẽ hết lòng lo việc này. Thưa bệ hạ, bộ trưởng Gubo xin được diện kiến. Cho mời nghệ vào. Bệ hạ, cuối cùng thì chúng ta cũng bào chế được thuốc giải. Có thật là đã bào chế được rồi hay không? Dạ bệ hạ. Mau lên, hãy nhanh phân phát thuốc giải cho mọi người đi, nhanh lên. Những người đang bị nghiện thực sự đang rất cần. Chúng thần xin tuân lệnh hoàng thượng. Bọn ta không có dùng đâu. Người đó là trưởng Nam Đệ Mốc đã dạy ngươi làm hả? Ai biết đó có phải là mánh khóe để Đệ Mốc thủ tiêu bọn ta hay không chứ. Bọn ta sẽ không dùng đâu. Ta đã hiểu được khái niệm của thuốc giải và tự mình bào chế. Ngươi hãy tin tưởng ta. Bọn ta không tin. Ta cũng sẽ không dùng đâu. Ta cũng sẽ không dùng đâu. Bọn ta không dùng. Sẽ không dùng đâu. Bọn ta sẽ không dùng đâu. Không dùng đâu. Bọn họ không chịu dùng thuốc giải thật sao? Các chấm đỏ đã bắt đầu xuất hiện. Họ đang cận kề cái chết. Nhưng một hai không chịu dùng thuốc giải, mà chỉ muốn chúng ta đưa họ tới gặp Đệ Mốc mà thôi. Nếu có một người chịu sử dụng thuốc giải thì sẽ chứng minh được hiệu quả của loại thuốc giải này. Mọi người không ai dám bước tới để thử thuốc cả. Bây giờ chúng ta phải tìm cách đem lại cho họ niềm tin là nó quả thật rất an toàn. Thưa bệ hạ, thần chính là thượng thiện. Thần có việc gấp cần tâu với người. Có chuyện gì vậy? Các quan viên đang tiến về cánh đến trên thưa bệ hạ. Nhanh lên đi. Mau lên, dừng lại. Các ngài đang làm gì vậy hả? Mau dừng lại đi. Dừng lại. Các ngài không được làm gì vậy? Các ngài không được làm gì đâu. Anh qua một bên đi. Ta cần phải nói chuyện với hoàng thượng ngay tức thì. Anh qua một bên đi. Bệ hạ. Đến đây có việc gì? Bệ hạ, xin người hãy thứ lỗi, nhưng mà chúng thần không thể nào tin vào thuốc giải của ngài cho nên không dùng được. Sao trưởng nam của Đệ Mốc lại có thể chia sẻ bí kíp chứ? Đó rõ ràng là mánh khóe giúp lão Đệ Mốc có thể giết tất cả chúng thần kia mà. Bệ hạ, chúng thần không thể ở đây chờ chết được. Xin hãy đưa chúng thần đi gặp Đệ Mốc để giải quyết đi.